hoặc là các nguyên tắc và bố cục trong thiết kế, thì nghĩ đây là một trong những cái bài học cơ bản sẽ giúp các bạn phát huy được những kỹ năng thiết kế sau này trong cái đồ án thiết kế của mình. Những nguyên tắc cơ bản nhất như là cái tính nhiều điểm, tính cân bằng balance, hoặc là cái tính thống nhất mình unity, đạt được sự thống nhất trực quan là mục tiêu chính của thiết kế đồ họa. Và mình cũng sẽ có một cái bài thực hành về cái việc mình tìm hiểu về bánh xe màu sắc, và mình sẽ tô màu, mình pha màu để mình hiểu được cái sự biến hóa của màu sắc trong thiết kế nó sẽ như thế nào. Đầu cộng những màu cơ bản lại với nhau, mình có thể cộng với những cái màu thứ cấp khác để nó tạo ra chẳng hạn như là cái màu gọi tên được như là màu đỏ đô nè, và màu xanh cổ bình nè, và màu tím lavender nè. Lúc đó là mình sẽ gọi cái màu đó màu cộng ba, và màu pha mình có thể tự vẽ thêm ở nhà, hoặc là tự lên máy tính cộng màu bằng cách mình gia nhập thông số, thì mình sẽ có cái cách mình cảm nhận tốt hơn về màu sắc nữa. Thì hy vọng là các bạn sẽ nắm được 10 yếu tố tạo thành 6 cái nguyên tắc thiết kế, thì mình có thể đưa ra một cái thiết kế nó đúng về nguyên tắc ha.